Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trận Sát Hải Phòng. Trong một video thì mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc đèn livestream giúp cho video của bạn rõ nét hơn. Chiếc đèn trong video đó có kích thước là 16cm. Và tiếp theo trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc đèn livestream có kích thước là 26cm. Trên tay mình đây là chiếc hộp đựng của đèn. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Bên trong chúng ta có một chiếc đèn livestream có kích thước là 26. Và trên thân thì nó đã có sẵn một chiếc kẹp điện thoại. Đối với chiếc đèn 16cm thì chiếc kẹp điện thoại nằm ở bên ngoài. Bạn có thể kẹp chiếc điện thoại của mình vào như thế này. Với chiếc kẹp này thì bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hướng của điện thoại. Còn đây là dây kết nối cũng như công tắc điều khiển của đèn. Chiếc công tắc này nó cũng giống với công tắc trên chiếc đèn 16cm. Bạn có thể điều chỉnh tắt, bật, thay đổi ánh sáng, màu sắc. Còn đây là chiếc chân của đèn. Bạn có thể lắp lại như mình đang làm. Chiếc chân của đèn thì có thể thay đổi chiều cao lên tới 2m. Về cơ bản thì chiếc đèn livestream 26cm này thì nó cũng giống với chiếc đèn 16cm. Nhưng điểm khác biệt ở đây đó là chiếc đèn có đường kính to hơn và trên thân của đèn đã được gắn chiếc kẹp điện thoại. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc đèn livestream 26cm. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.